Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại An Giang các bạn. Hôm nay mình quay trở lại đây để thăm người đàn ông lập dị sống ở trong cái căn nhà cũng khá là kỳ lạ các bạn. Thì không biết là giờ chú đang tính đi đâu đây? Chú đang tính đi đâu đây? Đi kiếm cơm ăn hả? Ờ. Ở chưa, nhà không có cơm ăn hả? Không có. À. Bỏ tôi ở trên rồi. Ai bỏ chú? Vợ cũng bỏ mà con cũng bỏ đi mần rồi. Vợ cũng bỏ, con cũng bỏ đi mần rồi. Ừ, tôi có mình anh đâu ai nấu cơm ăn, tôi phải buộc lòng tôi đi dài xuống tôi xin kiếm cơm ăn. À, đi dài xuống đi xin kiếm cơm ăn. À. Vậy là vợ con chú hôm vừa rồi không về luôn à? Đi Bình Dương rồi tới giờ. Nhưng mà Tết có về không? Không. Không về luôn. Ừ. Rồi cái chân chú bữa nay nhìn ghê quá vậy? Nó bị lan. Dạ? Nó bị lan. Bị lan hả? Bên trên còn nữa không? Chú kéo cái quần lên con coi nè. Kéo cái quần cao lên con coi nè. Kéo cái ống quần đó. Ồ, nó bị dưới cái chân. Ừ. Này giống kiểu dơ quá hay sao chứ? Lan bị rồi đó, đi lên nhà không nhận chứ. Đi vô nhà đi chú. Đi vô nhà con coi nè. Cứ hàng ngày là chú ấy đi xin ăn đó bạn. Cứ hàng ngày là đi lang thang rồi đi xin được mấy đường ai cho gì thì ăn cái đó. Cái nhà của chú này. Nhà nó sụp đổ. Nhà nó sụp đổ luôn hả? Ừ. Nhà bây giờ vào là phải chui chứ đâu có đi được. Chui không à. Không được đứng ngoài không à. Bây giờ là giờ nếu mà đi vô nhà là vô đường nào chú? Vô đường bánh đó. Vô đường bên kia rồi tối là chú ngủ chỗ nào? Tối thì tôi đi lòn lòn vô trong đó. À đi luồn luồn vào trong chui ở trong cái góc đó ngủ. Ừ. Bữa nay là vẫn đang còn đi kiếm quần áo thứ để mang về nhà hả? Không, đi kiếm cơm ăn chứ, đi kiếm tiền, kiếm cơm ăn chứ không có kiếm... Có nghĩa là đi ra đường là người ta cho cái gì là mang về ăn cái đó? Cho, nó lấy hết trơn rồi. Ừ, ai lấy chứ? Thì ở xóm trầm nó vô gặp cái nào vừa nó lấy. Ồ, quần áo mà chú ấy chất là lấy được hả? Mấy ngàn bộ trong quần áo? Đồ rách không à, không có đồ nguyên. Đồ rách nhưng mà chú xin về xong chú đi mang chú... Sửa đồ này, sửa đồ kia lại lành... Có nghĩa là chú mua, chú đi xin về. Chú đi xin về xong bắt đầu là chú may lại đúng không? Ừ. Chú đi vá lại. Kiếm cơm, ăn, ví dụ đói bụng rồi mình vô quán cơm mình ăn. À. Có 20 ngàn dĩa hả? À. Rồi, vợ con chú đến giờ là cũng không về luôn. Chưa về. Con vợ thì nó đi mất tiêu luôn. Vợ bây giờ còn mình anh tôi, giờ tôi vậy. Ừ. Tối tôi chui nhà không ngủ. À, chui vào đường nào chú? Chui đường đó đó. Đi dẫn con coi nào, dẫn con vô coi nào. Tối thì chui vô trong nhà ngủ. Vợ con này bỏ bởi vì chú sống cũng khá là lịch dị các bạn. Ôi nãy tôi đi chú ơi, đói bụng. Đấy để con hỏi thăm xíu rồi lát con cho tiền. Thôi chui vào đường nào rồi cho chỉ con coi nào. Không, tôi đi đây đây hả? Được. Đâu chú vào đường nào đâu, nhà chú vào đường nào? Chui vô đường đó đó. Đâu cái đường này hả? Quần áo quá trời lên này. Giờ bước ngang quần áo thì mập xuống vậy. Là chui qua cái chỗ lỗ này đấy hả? Không có được. À cái lỗ này là cái lỗ chui vào này. Đó đó. Nhà cửa vậy đó. Khổ dữ lắm. Bây giờ nhà là không có chỗ đi vào nữa mà phải chui. Chui thì mới vào được chứ bình thường là không có vào được. Chui vô. Mà tao cũng khổ với mẹ, vợ bị tai nạn xe tốn mười mấy triệu mà không có tiền. Chú dẫn con vô nhà được không? Hả? Dẫn con vô chỗ trong nhà xíu được không? Vô chứ. Mở cửa vô nhà được không? Có dữ lắm mà không có được. Rồi nhặt cả quần áo của phụ nữ hả? Đi chui không có được. Ừ. Có mình về tối rồi mình chui vô mình ngủ rồi. Rồi chú tên gì? Tôi Ngô Minh Khâm. Ngô Minh Khâm hả? Họ Ngô tên Khâm là Ngô Minh Khâm. À có cái chiếc áo của chú tên là Khâm luôn kìa. Hả? Cao chú tên là Khâm luôn kìa. Là chú năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 63 tuổi rồi. 63 tuổi. Rồi vợ con chú bỏ đi chỗ. Vợ con chú bỏ đi lâu chưa? 54. Lâu rồi. Vợ con bỏ đi mấy năm rồi? Vợ cũng đi, con cũng đi. Vợ thì đi xuống kia, ở dưới kia kìa. Còn con thì nói đi Bình Dương, Bình Địa gì đó. À, con thì đi Bình Dương, còn vợ là đang ở gần đây hả? Ừ.
À, cái nhà chú phải rắn rết nó chui vào chết luôn. Vậy nó không nói gì. Tối ngủ có khi nào bị rắn cắn không? Không. Không, không đâu. Đứng cách nhà cho ổng là gì chứ. Rồi ngày nào là chú cũng đi vậy hả? Vâng. À, rồi vợ con từ hồi đó giờ không về luôn. Cơm nước nó không có về. Không có đứa nào về thăm. Không đứa nào về luôn. Ổng đi trên sáng chiều về, sáng chiều về. Cứ sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Chú dẫn con vô thăm xíu. Không, chú chỉ đó, chui vô cầm lập xuống té lui. Có nghĩa là bọt ngày nào bò vô mới được. Quần áo mà chú chất trong nhà đến cả hàng mấy trăm bộ này. Mấy ngàn bộ luôn chứ không phải là một bộ nha. Đồ rách, đồ cứng không, chú ơi, tôi sửa lại, tôi may lại, tôi bằng. Quần áo không biết là đi nhặt ở ngoài đường đó các bạn, những cái quần áo mà người ta phun thuốc sâu, thuốc tẩy á. Là bữa trước là đi đường kia mà sao bữa nay lại đi đường này rồi? Đấy, con tôi nó có nhà. Là mở cửa bên kia đi vô, giờ tôi thấy rượu mẹ, quần áo đồ đạc mắc quá, tôi gầy, tôi cột lại hết trơn rồi. À, bây giờ mình vào được cái đường bên kia được không? Không được. Không được luôn hả? Cột lại hết trơn rồi, không cho vô mà. À, có nghĩa là cột lại không cho vô á hả? Ừ. Quần áo đồ đạc đủ mẹ, chui vô, lấy đồ ta đi bán đồ này, bán đồ kia, tôi sợ, tôi cột lại hết mẹ, rồi khỏi. Có ngày nhà là biết không có đường vào luôn. Thì vậy đi. Chui thì chỉ có tối rồi tôi chui vô đó này. Ừ. Chủ quỷ ma không ngủ. Rồi lý do là sao mà vợ chú bỏ đi? Ờ, thì thấy tôi bệnh rồi nó bỏ đi chứ tôi đâu có gì. À, chú bị bệnh gì? Ừ, tôi hồi đó lên máu, lên máu cái té. Ông hỏi tôi nói dùm cho, bệnh tâm thần mà nhà tháng nào cũng có lãnh lương 4-500 đó. Có mình ổng vậy đó. Rồi túi quá trời tiền luôn kìa. Rồi ông đi xin tiền dữ lắm, bữa nào cũng trăm mấy, 200 đi xin 7-80, trăm mấy, 200 đồng. 7-80, trăm mấy chúng ta. Bây giờ con muốn vô trong nhà thăm nhà chú nè. Ông nói vô không được, mà bỏ. Không được thôi chú ơi. Bỏ không được, con năm trước con bỏ vào một lần rồi nè. Chú chồng ăn cơm nè, đi xuống dưới, gài xuống dưới kiếm quán cơm vô ăn. Rồi vợ con không về vậy chú có buồn không? Buồn chứ sao không chú. Cô vợ bỏ đi mà không buồn. Có nhớ vợ con không? Có. Ừ. Mà bị gì, cảnh mình chắc cái gì sao đâu quá trời khổ không quên. Ừ, quá trời khổ rồi nè. Ai muốn vậy đâu. Bố mẹ ngày 70 trăm mấy mà con mình mà khổ. Trời ơi mày biết cạc gì nói khơi khơi hoài đã. Tao xin ngày 4-50, 5-60 có khi hên xui chúng tết. Ý tao nói vậy đó. Có nghĩa là vợ con chú bây giờ bỏ đi cho nên chú cũng buồn đúng không? Buồn. À, là con chú bao nhiêu tuổi rồi? 20 20 rồi hả? Không không nhớ tên vợ con luôn hả? 20-21 gì vậy? 20-21. Rồi vợ chú là bao nhiêu tuổi? Dạ 40 tuổi rồi. Ừ. Này là vợ con nó bỏ luôn hay là nó đi làm ăn xong nó về? Không, đi làm ăn bỏ luôn. À, đi làm ăn nó bỏ luôn. Rồi chú có buồn không? Không không. Ừ. Trời tối mà nhớ vợ con thì làm sao? Nhớ thì để bụng vậy thôi chứ đâu có biết cái gì nói. Ừ. Có khi nào mà nhớ vợ con mà ngồi khóc không? Không. Không hả? Ừ. Nhớ. Vậy là do chú bị bệnh xong bắt đầu vợ con nó mới bỏ đi. Buồn tủi vậy thôi chứ. Buồn tủi vậy thôi hả? Nhớ cũng đâu có làm gì được người ta. Rồi chú có mong muốn vợ con về thăm chú không? Muốn mà đều nói gì không gì thôi chứ tôi có nó nói vô mà nó có tiền gì cái nó bo ổng nó rút lấy tiền ổng bên trần nó bỏ đi nữa. Cái bảo là chú nhà chú chất nhiều đồ quá cho vợ con nó về nó không có chỗ ở này. Có, nó không có gì đâu. Ừ. Nhưng bây giờ chú dọn sạch cái nhà đi là ở rồi. Chú dọn sạch cái nhà đi là vợ con nó về ngay chứ. Không. Về cái vụ ổng móc túi trần lấy tiền nó ngọt ổng lấy tiền ổng đi trần vậy đó. Là vợ chú còn trẻ không? Hả? Vợ chú còn trẻ không? 40 tuổi cũng già rồi. Dạ, ông có 50 rồi. Ừ. Trời ơi, cái chân mà nó bị vậy này. Cái chân tay tuổi đây tôi biết. Cái chân chú mà nó bị cái này. Chú không tắm à? Bị láng. Chú không tắm à? Tắm rửa giò không à. Nhưng mà ngày chú có tắm không? Không tắm hả? Ừ, tắm mới lâu tắm. Là bao lâu rồi chú không tắm? Tôi không có gì chứ. Bao lâu rồi chú chưa tắm? Vì tôi rửa giò, rửa mặt rồi tôi chui vô rồi. À, có nghĩa rửa giò, rửa mặt thôi chứ không có tắm, đúng không? Không có tắm, tắm thôi được rồi tắm. Bệnh mà, tắm té. À, có nghĩa là chỉ có rửa giò thôi chứ không có tắm. Rồi bao lâu rồi chú chưa tắm?
gửi hoài đâu. Chú sợ nước hay sao vậy? Vậy. Sợ nước hả? Có lưu nước ở bể ấy đi vô không có gì. À. Bây giờ con đi vô được không? Vô chẳng gì. Cứ vô xem trong cái nhà chú ngủ chú ăn rồi chú như thế nào á. Thì nó bước tôi bây giờ con chui vô nha, con chui vô nha. Tại chui vô nhà không phải gì mắc cỡ. Sao mắc có chú? Mắc cỡ tại vì cái chỗ ăn chỗ ngủ như con chó vậy làm sao không mắc cỡ. À, ý là giống kiểu là vào nhà chú thì chú mắc cỡ hả? Chú mắc cỡ vì chú tủi thân vì cái chỗ ăn chỗ ngủ. Gì cái nhà ta đàng hoàng ta cất kìa, đó. Ừ. Nhà ta đàng hoàng không, nhà tôi vậy đó. À. Chụp lên chụp xuống vậy. Chỉ chú nói là cái nhà cái chỗ ăn chỗ ngủ chú. Không ngại nhà tới đàng hoàng, nhà mình giữ không ngại. Không nói ý là chung vô như chó vậy đó. Một mình vệ sinh không có dọn dẹp gì hết. Chung vô gì vậy đó, ý ông nói vậy đó. À. Ý là chú bảo là cái chỗ ăn chỗ ngủ chú giống con chó chú ý cho nên chú không có dám cho vào nhà để xem đúng không? Không có dám vô mắc cỡ. À, xấu hổ hả? Xấu hổ với người ta, nhà người ta, cuộc đời người ta sung sướng, cuộc đời mình thì khổ vậy đó. À, có nghĩa là người ta thì sung sướng mà mình thì khổ đúng không? Ừ. Đó. Con chui vô nha. Ai biết làm sao làm. Làm sao làm. Chú dẫn con vô chứ lo mày mất cái gì sao? Nãy anh em vô nhà mất chống cái gậy ở đâu. Giờ chú đi yếu lắm hả? Yếu, chống gãy chịu nè. Mà làm sao mà chui vào được chỗ này? Không được. À, chui con coi nè. Nhà của tôi đi tới đi lui quen rồi. À, có là nhà chú đi tới đi lui quen rồi đúng không? Cho nên là không có sợ té đúng không? À, đứng ở ngoài tôi chui. Nhà chú bây giờ là phải chui vô cái đường này này. Mà trong khi đó thì ngay cái chỗ chui này trời, cái hộp cơm một thứ quá trời luôn. Trời ơi, chui vô đường này sao mà chui. Như thế là cái lỗ để mà chui vào ấy. Chui điện chui bọng gì tùm lum nữa, thôi đi mở chung vô chi mở. Trời ơi. Điện bọng không bỏ đụng vô. Các bạn nhìn thấy này, trong này này. Dây nước không xài gì lum á. Biết cái thứ gì trong này mà nó nhiều chứ. Đây là cái chỗ ăn chỗ ngủ của chú này. Có mỗi cái mền này nằm thôi. Còn trong nhà thì nói chung là chất xung quanh đều là quần áo. Quần áo cứ đi xin được bao nhiêu là về treo hết xung quanh nhà luôn. Chui vào nhà chui mắc cỡ. Này, ăn uống xong là cũng ném tại chỗ đây này. Cái giường nằm này. Chui trong này này. Có nghĩa là tối nằm là chỉ có chui. Ra đường là cứ ai cho cái gì là bắt đầu nhặt về. Nhặt về xong treo khắp nhà luôn. Chui vậy mà chú không sợ rắn rết thứ nó cắn hả? Chú phải dọn nhà đi thì vợ con chú nó mới về. Mà bị nhà đâu cắt được chú ơi. Mình. Rồi lúc trước là chú làm gì? Cũng lội đi đầu này đầu kia sống vậy. Có hồi còn trẻ chú làm gì? Hồi trẻ đi dắt nhà máy. À đi bắt lúa hả? Đi dắt lúa. Ừ. Rồi chỗ nào có nhà máy thì tôi lại đó, tôi hỏi làm mướn. Ừ. Nhưng mà nghe đâu ngày xưa chú đẹp trai lắm đúng không? Tôi phải nói là vùng này có mình tôi với thằng kia chết rồi. À, có nghĩa là ngày xưa là chú là thuộc ra đẹp trai nhất ở đây. Thằng Tài con Tư Cận nó là kế tôi đó. À. Hai thằng giống tự tự nhau. Nhưng mà ngày xưa chú nhiều vợ lắm đúng không? Thì nói chung là cũng bà này bà kia vậy đó. Khoảng bao nhiêu bà chú? Này cặp này đâu kia cặp lòng kia không biết. Khoảng bao nhiêu bà? Nhớ không nổi. Thì cũng cỡ, đủ hao cỡ rồi đời tư còn trai tới cũng cỡ. Mấy chục. Tính lại bây giờ cũng cỡ hai ba chục cái gì. Hai ba chục bà. Ừ. Mà ở vài bữa thôi mình vài bữa đá lít mình vậy. Sao không, không có điều kiện. À, có nghĩa là ở vài bữa cái là nó bỏ mình. Không có khá.
thấy mình cùng kiểu quá bỏ đi. hay là đẹp trai nhưng mà lập dị quá. Đúng rồi, thấy cũng như là mình không có nuôi ta được. À không ai ta nuôi ta. Ta thì ăn mực khơi nói chuyện. Nhưng mà chú ở như vậy là bao nhiêu năm rồi? Không biết thì tội nói. Chú ở như vậy là bao nhiêu năm rồi? Hả? Chú ở mà chất đồ trong nhà nhiều vậy là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm rồi? Ừ. Chú qua bên kia, chú dòm vô nhà, trong nhà này chống dọc hả? À, đi qua lấy con coi nè. Nó không có miếng gạch, miếng ghẹo gì hết trơn. Đi qua mấy con coi nè. Có ai chở? Bà đi coi kìa. Ừ. Có nghĩa là ngày xưa là 30 bà luôn hả? Ừ. Nè, chú coi là chống dọc. Chống dọc hết trơn, thấy không? Cái chỗ này ngày xưa là đi vào đường này nhưng bây giờ nó sập rồi này. Bởi vậy hồi đó vô được, bị có gạch, có ghẹo, có tấm đan đồ này kia. Bây giờ nó chống lỏng vậy đó. Dùng khổ rồi, đâu có tiền đâu mà sửa. Rồi bên này giờ vào được không chú? Hả? Bên này vào được này. Không có được. Được. Không. Bên này vô được. Gầy lại hết trơn rồi. Đây này, kéo tấm này lên là vô được này. Không. Thôi đi chú ơi. Sao vậy, trong này có ai trong này à? Có ai đâu mà thôi đi. Hay nhốt cô nào trong này? Cô nào đâu mà nhốt rồi, thôi rồi. Nhà cửa nhà mà tránh như thế. Ý tôi không muốn cho vô. Sao chú, sao nó làm sao? Ý không muốn cho vô. Không muốn cho vô là lý do làm sao? Rồi mình thấy nhà mình gian khổ, đi vô, đi lội, đi lặn đồ này kia, rồi mò té rồi... chủ nghiệp người ta nữa. À ý là sao té xong bắt đầu là bể đầu hả? Trời ơi tôi té hoài ông ơi. À thì bên này nó trống thì vô được mà. Ở nó quen. Bên này nó trống nè. Đúng rồi, cậy đó. Ờ ổng người võ đặt ruột đó, võ lắm, ông quấn chết mấy chục người luôn đó. Ghê vậy? Chú có võ luôn đó hả? Dân võ sông Tần. À ổng dân võ sông Tần đó. Sông Tần. Tàn gì? Tàn mặn á hả? Vậy là có... là thôi đối với dân là mình ăn nói. Dạ. À, mình dùng dân chương. Dạ. Nói cho ta thương. Dạ. Còn võ là đậu mẹ gặp đối địch nó quấn mình rồi mình chơi. À chú quấn được không? Sao không? Móc võ rồi chơi không quấn. Bây giờ còn quấn được không? Sao không? Cái chú tập không bởi đâu mới sợ. Chú múa thử vài bài coi nào. Quấn có là múa thử vài bài coi. Ôi. Thế vậy? Ý là múa thử vài bài con xem võ chú cao không? Quảng võ nhảy gì nữa. Đây bên này này chú. Thôi được rồi, cháu ơi để tôi đi ăn cơm rồi. Đó, tôi nói thôi, đói bụng tôi đi ăn cơm rồi. Mấy cái mũ này là chú nhặt ở ngoài đường luôn hả chú? Hả? Mũ này mình cũng nhặt ở ngoài đường luôn hả? Không được. À, nhưng mà chú nhặt gì về mà nhặt nhiều như vậy? À, nói cái nhà nó hư hết trơn rồi chú ơi. À hỏi hoài cũng giờ biết rồi. Quá trời đồ đạc quần áo thứ trong. Chú đó. Ngồi lên cái tấm này được không? Ngồi lên đây được không? Không. Ngồi đây mình hỏi thăm nói chuyện một xíu rồi đi. Tôi đi ông ơi. Vậy là hôm vừa rồi Tết nhất là vợ cũng không về mà con cũng không về luôn. Không có ai gì hết trơn. Rồi ăn Tết làm sao? Đó thì ví dụ đứa anh em con cháu nó thương nó bớt cơm cho ăn vậy. À vậy là quanh đây là có anh em nhà mình hả? Vòng xung quanh đây anh em không hả? À bớt cơm cho ăn. Vậy là Tết nhất là ví dụ như ai cho ăn thì ăn thôi đúng không? Chứ cũng không có tiền bạc gì để ăn đúng không? Không có tiền bạc ăn. Ừ. Ủa vậy là ngày xưa chú học giỏi đó, chú có võ giỏi lắm hả? Ừ, không giỏi gì mà đều quấn con người ta chết á. À, sao? Có quấn ai chết chưa? Hỏi kìa. Ủa chú này ngày xưa đánh người ta chết rồi chú? Là lâu chưa? Ủa, bị nó chơi tôi phải buộc lòng phải tự vệ chứ. À, rồi có đi tù không? Không, bị ở tù. Ở tù bao lâu chú? Kỳ đó, năm 12 tháng. Mà ngày xưa ở tù một năm 12 tháng à? Tôi với em tôi, thứ 8, à. Tên số 25. Vậy là ngày xưa là do đánh nhau, đánh lộn. Cũng như là em tôi bị người ta hiếp, tù binh, bên em mình. Ừ. Như ý nói vậy, đó, thấy chưa, điều rồi đó.
Chú múa ta cho ăn thử cái một bài, nghe nói chú giỏi võ lắm. Không múa à? Gì nữa chú ơi, đã rồi xuôi bài rồi. Múa một vài bài, một vài đường cơ bản thôi. Chú đang Đấy, tôi đi ăn cơm coi. Tính vô thăm nhà chú cho mà chú đòi đi. Ở cái chân ruồi nó bâu à? Phải. Quá kinh khủng luôn các bạn. Nghe chú nói bảo là vào nhà nhìn chui như con chó mà thấy cũng khá là tội. Trong khi đó thì vợ con thì nó bỏ, nó không có thèm nhìn ngó gì nữa. Căn bản là chú ở vậy là không có đường cho vợ con nó ở này, nó mới bỏ nó đi này. Bởi vậy đâu có tiền đâu, cất nhà mình phải đành chịu rồi. Mình phải dọn dẹp đi chứ. Dọn dẹp đâu cũng được. Mình dọn... người ta lỡ người ta cất nhà thì mình dọn dẹp được. À. Ta lỡ ta dọn dùm á. À có nghĩa là ta dọn dùm hả? Bây giờ nhưng mà dọn bỏ hết quần áo đi chú chịu không? Không. Sao vậy? Dọn đi mà chú không bỏ quần áo thì sao mà bỏ mà dọn? Đã, thí dụ tôi cũng bận đi mặn chứ. Hỏi bận thì ví dụ chàng, như... ở chuồng đi ra ngoài nắng. Bận thì ví dụ như mình để là vài ba bộ thôi. Không. Mà sao chú bỏ cả mấy ngàn bộ quần áo ở trong nhà này? Bộ gì? Lấy bán hết trơn rồi còn què gì nữa. Mấy quần áo này bộ đâu ai lấy chú? Cái quần ông chú mua bắt... đồ mới ông bỏ đi. Đủ mẹ nó ông lụm rồi trời đất lãng mạn tôi. À. Nó chơi hoài. À. Tôi bán ví dụ 50 ngàn hay 30 ngàn không có tiền ăn. À. Ai bỏ trời. Vậy là, vậy là quần áo này cũng mất đủ rồi. Vậy là, vậy là quần áo này cũng có người lấy của chú hả? Chú không. Chú muốn lấy chú không? Cái nào vừa tôi lấy bạn. À. Chú này chú kiểu cũng hơi sống hơi dị dị các bạn, cho nên là vợ con mới bỏ. Quần áo thì cứ đi nhặt ngoài đường, ai bỏ chỗ nào là bắt đầu nhặt mang về. Vậy là chú may chú sửa xong là về để đây là người ta lấy của chú. Ai vừa trọt hả? À. Thôi thì hôm nay mình quay lại để thăm chú các bạn, cũng như chia sẻ về cái cuộc sống của chú các bạn. Ngày đầu thì vợ con chú thì chắc là do chú sống cũng hơi dị, không có chỗ ăn chỗ ở, chất đầy đồ trong nhà cho nên vợ con mới bỏ đi. Thì ngày xưa thì cũng khá là phong độ đẹp trai, ngày đầu cũng đẹp nhất cái vùng này. Rồi bắt đầu là vợ thì cũng có độ khoảng 30 bà, nghe kể lại như vậy đấy các bạn. Ông, mình nói cái vấn đề đời tư hồi xưa còn nhỏ còn trai nữa, đi đầu này quen bà này, đi đầu kia quen bà kia có. À. Anh em tôi đây thừa nhận. Nhưng mà 30 bà luôn. Không có dám nói là 30 bà, độ chờ khoảng chừng vậy. À chục. Khoảng chừng, vài 30 gì đó đúng không? Thì 30 đó, 30 gì đó không biết. À. Ở ít bữa thì thôi, dùng đẩy gái gì. Chú phải dọn dẹp sạch nhà cửa sạch sẽ đi thì vợ con chú nó mới về. Quần áo chú. Đâu. Hả? Đâu. Thì bây giờ ví dụ như có người tới dọn phụ cho chú nhưng mà bỏ hết quần áo thì chú chịu không? Cho tôi đem đồ đạc qua bên. À, có nghe. Đó là cái gì cũng bỏ được nhưng quần áo là không được bỏ đúng không? Cái mau cũng đặc biệt mà thơm không? Đêm bưng hôm thì nhờ lạnh lẽo rồi có đồ bẩn. À, nhưng mà đến cả mấy ngàn bộ sao chú mặc hết được? Đâu mấy ngàn bộ. Nhiều lắm. Ủ không á, tôi đi may đi mua đi sửa. À. Chứ không phải đồ mới đâu. À. Đồ mới người nó bợ lấy ra chân nó bán rồi. À. Ý nói vậy. À. Vậy là giờ đang đi xin ăn tiếp. Thôi hôm nay mình tới thăm cũng như chia sẻ với cuộc sống của chú các bạn. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha. Mấy cái bao thuốc chú nhặt chi mà nhiều thế chú? Mấy cái bao thuốc cái chú nhặt phải làm gì mà nhặt nhiều chứ vậy? Cái này chú lấm hả? À lấm hả? À. Lúc rồi nó liền bỏ rồi. À. Kiếm cơm ăn hả? Gửi chú ít tiền ăn cơm nha.